Chào mừng các bạn đến với Điện tử tương lai. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cái mạch hạ áp với điện áp đầu vào là từ 4 đến 40V và điện áp đầu ra là từ 1,25 cho đến 38V. Khi các bạn nên sử dụng điện áp đầu vào là nhỏ hơn 40V là tầm 35V thôi, chứ 40V thì nó có phần hơi nguy hiểm. Thông thường thì các bạn kỹ thuật thì sử dụng rất là nhiều loại điện áp đầu vào như là 3V, 3, 5V, 9V, 12V vân vân. Và khi cần sử dụng các loại điện áp này thì các bạn lại phải đi tìm, rất là mất thời gian. Nhưng với cái mạch này thì các bạn có thể điều chỉnh điện áp, mọi loại điện áp mà các bạn cần để sử dụng, miễn sao nhỏ hơn điện áp đầu vào. Ví dụ như mình có một adapter 24V ở đầu vào thì ở đầu ra của mình có thể điều chỉnh nguồn điện đầu ra của nó, miễn sao nó nhỏ 24V là được. 3V, 5V, 9V, 3V, 3V1 gì đều được, rất là tiện lợi. Về cấu tạo của nó thì gồm có V-in là nguồn mình cấp vào, V-out nguồn mình sử dụng, trích áp để mình điều chỉnh điện áp mà mình muốn sử dụng, led hiển thị, nút ngắn. Cái nút ngắn này thì nó để thay đổi được cái led hiển thị là nguồn vào hay là nguồn ra. Ví dụ như ban đầu khi mình cấp nguồn vào thì con led in này, các bạn thấy led in này nó sáng, có nghĩa là cái led hiển thị này đang hiển thị nguồn điện vào, và khi cái led out nó sáng thì cái led hiển thị này nó sẽ hiển thị nguồn ra. Mình nhấn nút ngắn này nó sẽ thay đổi hai cái giá trị đó thôi, để mình dễ quan sát thôi. Rồi bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem. Mình sẽ cấp điện cho cái mạch này và mình sử dụng cái nguồn là một cục adapter với output là 24V và 2,5A. Bây giờ mình sẽ cấp điện cho nó. Các bạn sẽ thấy là nó hiển thị là 17,4V. Đèn output sáng này. Bạn nhấn nút nhấn. Nó sẽ hiển thị là 24,5V là nguồn in, tức là nguồn vào của mình 24,5V. Đây, output là 14,7V. Bây giờ mình sẽ xoay trích áp để mà được giá trị mà mình mong muốn. Các bạn xoay trích áp theo chiều kim đồng hồ, thuận chiều kim đồng hồ thì nó sẽ tăng. Đó, các bạn thấy nó sẽ tăng điện áp lên. Hai mươi ba phẩy tám vôn là điện áp tối đa mà nó có thể đạt được, bởi vì nguồn cấp vào của mình là 24V mà. Bây giờ mình sẽ hạ áp xuống này, mình sẽ quay trích áp theo chiều ngược kim đồng hồ. Mình giảm xuống tối đa xem thử. Mà là tối đa của nó đạt được là 1,2V. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video của mình.